Lời Chúa theo Thánh Matthêu, chương 13, câu 44 đến câu 52. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Quý vị và các bạn thân mến, hằng ngày chúng ta thường đọc Lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi đọc như thế, chúng ta cùng tuyên xưng có chung một Cha ở trên trời. Vậy Cha ở trên trời là ở chỗ nào? Có ai ở đó với Cha? Đó có phải là một vương quốc, một nước trời nơi Cha ngự trị? Chúng ta còn có thể đặt nhiều câu hỏi khác. Hôm nay, Đức Giêsu nói một cách rất ngắn gọn và rõ ràng về nước trời. Người không đưa ra định nghĩa hay khái niệm một cách mơ hồ, mà dùng những hình ảnh rất cụ thể để minh họa cho chúng ta thấy giá trị của nước trời. Đây cũng là cùng đích mà mỗi chúng ta sẽ đi tới. Nước trời là kho báu chôn giấu trong ruộng. Nước trời như thương gia tìm được ngọc quý. Nước trời lại như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Như vậy, hình ảnh về nước trời thật dễ hình dung theo cách diễn tả của Đức Giêsu. Nhưng để có được điều đó, thì ta phải bán đi tất cả những gì mình có. Nghĩa là chúng ta phải dám từ bỏ những giá trị hiện tại để có thể đạt tới cùng đích là nước trời. Cuộc sống hôm nay có quá nhiều thứ bám víu, người ta không nỡ khước từ những danh vọng, địa vị, quyền thế, tiền tài. Người ta dường như quên đi mục đích cuối cùng, mình sẽ đi về đâu. Nước trời là điều chỉ có trong sách vở và truyền thuyết. Thời buổi kinh tế thị trường, cuộc sống số, còn mấy ai tìm kiếm nước trời? Vậy hôm nay nghe lời Chúa, mỗi người sẽ tự hỏi: Đối với tôi, Đức Giêsu, người là ai? Người có phải là viên ngọc quý?
Nước trời mà người loan báo có phải là kho báu không? Khi đi tìm câu trả lời, chúng ta sẽ có cơ hội gặp được Chúa, tìm thấy nước trời trong cuộc đời ta. Lạy Chúa, chúng con đang mải mê kiếm tìm của cải vật chất để làm giàu cho đời này, mà chưa ý thức tìm kiếm hạnh phúc mai sau. Xin cho chúng con cảm nhận được kho tàng quý giá là nước Chúa, và dám bán đi tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời.